Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn sử dụng phần mềm Fintech Pro trên điện thoại iOS. Đầu tiên các anh chị và các bạn mở điện thoại của mình lên và vào phần App Store. Ở đây chúng ta bấm vào ô search hoặc tìm kiếm. Chúng ta bấm vào search để tìm phần mềm MT4. Chúng ta bấm nút search. Ở đây, vì tôi đã tải phần mềm về nên nó có hiện chữ Open. Các anh chị vào bấm vào nút tải phần mềm thì nó sẽ tải phần mềm này về điện thoại. Sau khi tải về điện thoại, chúng ta bấm chữ Open để mở phần mềm lên. Các anh chị đã có user password của tài khoản của mình. Tại đây, chúng ta đăng nhập vào phần mềm T4. Chúng ta bấm vào cài đặt, chúng ta bấm vào tài khoản giao dịch, chúng ta chọn dấu cộng, sử dụng đăng nhập với tài khoản đã có, chúng ta search server là Forest Time. Chúng ta kéo xuống cuối cùng. Đối với tài khoản Live thì các anh chị hãy chọn hàng thứ hai từ dưới lên là Forest Time SSTM Standard. Còn nếu đối với tài khoản Demo, các anh chị hãy chọn dòng cuối cùng Forest Time SSTM Standard Demo. Ở đây tôi nhập một tài khoản Demo, tôi sẽ bấm vào tài khoản Epic Standard Demo. Chúng ta nhập user vào, nhập mật khẩu, này chúng ta đã đăng nhập vào tài khoản hiện đang chạy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn thao tác 11 lệnh điều khiển của Fintech Pro. Để vào lệnh, chúng ta bấm vào dấu cộng. Tất cả lệnh thực thi của Fintech Pro đều dựa trên lệnh Buy Limit. Chúng ta chọn vào lệnh ngay lập tức và chọn Buy Limit. Chọn Lot Size 0.01. Ở đây chúng ta tiến hành đặt lệnh số 1. Chúng ta hãy bấm vào mức ô giá. Xóa tất cả các ô lệnh. Chúng ta bấm vào 0. 0000. Sau khi không còn bấm được số nào nữa, các anh chị hãy thụt lùi về một số. Chọn số 1. Có nghĩa là chúng ta đang thực thi lệnh số 1. Đối với số lot size 0.01, có nghĩa là Fintech Pro sẽ hiểu là chúng ta yêu cầu đánh lot size thấp nhất là 0.01 và cắt lỗ là 1.000. Ở đây, nếu tôi sửa thành 0.02, Fintech Pro sẽ hiểu là đánh lot size thấp nhất là 0.02 và cắt lỗ 2.000 cho tài khoản. Nếu chúng ta sửa thành 0.03 thì Fintech Pro sẽ hiểu là chúng ta yêu cầu đánh lot size thấp nhất là 0.03 và cắt lỗ 3.000 cho tài khoản. Sau khi chúng ta xác định được cái nhu cầu chúng ta bấm vào địa điểm để chúng ta đặt lệnh. Bấm vào chữ xong, chúng ta kéo xuống cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy cái dòng cuối cùng là 0.03 cho lệnh số 1, cái dòng cuối cùng. Để sửa hoặc xóa lệnh, chúng ta có thể bấm đè luôn. Chúng ta chọn xóa. Chúng ta xác nhận lệnh xóa. Chúng ta bấm lại dấu cộng. Lệnh số 2, chúng ta vẫn chọn Buy Limit. Và chúng ta vẫn làm như cũ, bấm 0.00000. Số cuối cùng là số 2. Đối với lệnh số 2, Fintech Pro sẽ hiểu là chúng ta sẽ yêu cầu buy đối với một cặp tiền bất kỳ. Ví dụ như ở đây, chúng ta yêu cầu buy đối với cặp AUD, CAD. Thì Fintech sẽ đánh lot size là 0.01 và chỉ có buy cho cặp tiền này. Nếu chúng ta sửa thành 0.02 thì riêng cặp tiền này Fintech Pro sẽ đánh lệnh buy với lot size 0.02, hoặc chúng ta sửa thành 0.03 thì
Vitex Pro sẽ đánh lot size 0.03 đối với cặp tiền này và cặp tiền này chỉ có lệnh buy. Chúng ta check vào địa điểm để đặt lệnh. Xong, chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta đã có một lệnh 0.03, lệnh số 2. Chúng ta có thể xóa lệnh. Lệnh thứ 3. Chúng ta vào lệnh buy limit, chọn lot size 0.01, lệnh số 3. Đối với lệnh số 3, Fintech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta yêu cầu sell đối với cặp tiền có lệnh này. Ở đây, tôi ví dụ là cặp AUD, CAD thì Fintech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta yêu cầu lệnh sell đối với cặp tiền này và sell với lệnh 0.01. Nếu chúng ta chỉnh lot size thành 0.02 thì Fintech Pro sẽ hiểu rằng cặp AUD, CAD thì sẽ đánh lot 0.02 và chỉ sell đối với cặp tiền này. Chúng ta bấm vào địa điểm để xác định, xác nhận lệnh. Chọn xong, chúng ta kéo xuống dưới kiểm tra, chúng ta đã có một cái lệnh sell cặp AUD, CAD. Lệnh thứ tư là lệnh đóng tài khoản. Đối, chúng ta vào lệnh 0.01. Đối với lệnh có cặp tiền có cái dòng lệnh số 4 này thì Fintech Pro sẽ hiểu đóng và giữ cho không cho cái tài khoản này giao dịch nữa. Nếu tài khoản ở đây là ví dụ cặp AUD CAD đang có giao dịch thì sau khi chúng ta vào lệnh số 4, tài khoản Fintech Pro sẽ đóng tất cả những cặp tiền AUD CAD đang giao dịch trên tài khoản và cái cặp AUD CAD này sẽ không giao dịch nữa cho tới khi chúng ta xóa lệnh số 4 này đi. Đó là trường hợp cái cặp này đang giao dịch trên thị trường. Còn nếu cặp này chưa giao dịch trên thị trường thì chúng ta khi chúng ta vào lệnh số 4 thì cái cặp tiền này nó sẽ không giao dịch, trừ khi chúng ta xóa lệnh số 4 thì cặp tiền sẽ được giao dịch tiếp. Để xác nhận, chúng ta bấm địa điểm để xác nhận lệnh. Ở đây chúng tôi sẽ đặt lệnh đối với cặp EU và GBP. Tôi sẽ đặt lệnh này. Chúng ta chọn giao dịch buy limit. Ngay lập tức cái lệnh này sẽ đóng. Anh chị thấy cái cặp EUGBP đã đóng. Vừa nãy chúng ta đã thấy lệnh trên này và đã đóng. Chúng ta vào dữ liệu quá khứ sẽ thấy cái cặp này đóng và đang lỗ 0.46 đô. Khi chúng ta xóa cái lệnh số 4 cho cặp tiền đó thì cặp tiền nó sẽ giao dịch lại. Lệnh số 5. Đối với lệnh số 5 là lệnh yêu cầu ngưng tài khoản khi phá huề. Chúng ta bấm vào địa điểm để đặt lệnh. Ở đây, tài khoản chúng ta đang âm trạng thái là 66 đô chấm 69. Ngay khi trạng thái âm này trở về bằng 0 thì ngay lập tức tài khoản sẽ ngưng giao dịch trong ngày và sang ngày hôm sau sẽ giao dịch lại. Và tất cả những cái lợi nhuận chúng ta có được trong ngày hiện tại thì vẫn giữ nguyên và chỉ tài khoản đóng ngay lập tức khi số âm trạng thái này về bằng 0. Chúng ta qua lệnh số 6 là lệnh yêu cầu set lợi nhuận ngày cho Fintech Pro. Đối với lot size 0.01 ở lệnh số 6, Fintech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta yêu cầu lợi nhuận 1% trên tổng tài khoản, trên balance tài khoản.
Nếu chúng ta set 0.02, FinTech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta yêu cầu 2% trên tổng balance lăng tài khoản. 0.03 sẽ yêu cầu 3% trên tổng balance lăng tài khoản. Ở đây tôi vào, ví dụ tôi vào lệnh 0.01 cho lệnh số 6. Tài khoản hiện tại là 2.008. 1% của 2.008 là 28 đô. Sau khi tài khoản đạt được 28 đô thì FinTech Pro sẽ đóng tài khoản giao dịch và tạm thời không giao dịch trong ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu giao dịch tiếp. Lệnh số 7 là lệnh yêu cầu trade full tài khoản. Chúng ta vẫn tiến hành đặt lệnh. Bấm hết số và chọn số 7. Cuối cùng là lệnh số 7 yêu cầu đặt trade full. Đối với lệnh đặt này thì FinTech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta yêu cầu giao dịch và không đặt mức cắt lỗ SL cho đến khi tài khoản chúng ta âm hết số ba lăng thì lúc này tài khoản mới đóng. Tại vì mặc định nếu chúng ta không có lệnh số 7, FinTech Pro sẽ luôn luôn cắt lỗ ở mức 1.000, âm 1.000 đô. Thí dụ tài khoản của bạn là 3.000, khi âm trạng thái đến mức 1.000 đô thì tài khoản FinTech Pro sẽ ngưng giao dịch trong ngày hôm đó và cắt lỗ ở mức 1.000 đô. 3.000 cắt lỗ 1.000 thì tài khoản bạn còn 2.000 đô và ngày hôm sau bạn sẽ giao dịch tiếp với tài khoản bắt đầu là 2.000 đô. Nếu bạn không muốn FinTech Pro cắt lỗ ở mức 2.000 đô và chờ thị trường quay đầu thì các bạn hãy vào lệnh số 7. Khi các bạn vào lệnh số 7 thì có thể âm trạng thái nó hơn 1.000 nhưng FinTech Pro sẽ không cắt, tại vì tài khoản của bạn đang ba lăng là bao nhiêu thì FinTech Pro sẽ xử lý. Khi nào chúng ta âm hết cái số ba lăng đó tài khoản sẽ cắt. Lệnh số 8 là lệnh đóng tài khoản ngay lập tức. Chúng ta vẫn để giá lot size là 0.01, chúng ta vào lệnh số 8. Ngay khi chúng ta đặt lệnh số 8 này thì tất cả những cái lệnh giao dịch ở bên này toàn bộ lệnh sẽ đóng tài khoản ngay lập tức và số âm tài khoản của chúng ta hiện tại là 64 đô. Nếu chúng ta đóng tài khoản ngay lúc này thì 64 đô chúng ta sẽ âm cộng với hiện tại là mình đang có giao dịch dương là 38 đô thì chúng ta sẽ âm khoảng hơn 30 đô. Và tài khoản sẽ đóng và tạm ngưng giao dịch trong ngày hôm nay, đến ngày hôm sau tài khoản bắt đầu chạy lại. Đây tôi sẽ đặt lệnh cho các anh chị xem. Các anh chị xem tài khoản FinTech Pro bắt đầu đóng lệnh, tự động xử lý lệnh, đóng tất cả các lệnh. Và giao dịch ngày chúng ta âm 27 đô. Tài khoản hiện tại chúng ta không chạy. Sau khi FinTech Pro vào lệnh số 8 sẽ có một lệnh số 9 là giữ tài khoản chúng ta không chạy nữa. Lệnh buy limit, lệnh số 9. Đối với lệnh số 9, nếu FinTech Pro hiện tại chưa giao dịch thì tài khoản của chúng ta sẽ không giao dịch trong ngày hôm đó cho đến khi chúng ta xóa lệnh số 9 hoặc lệnh số 9 sẽ tự xóa sau hết ngày giao dịch hôm đó và qua ngày hôm dịch hôm sau FinTech Pro sẽ chạy lại, hoặc chúng ta có thể đặt cái hạn. Ở đây tôi ví dụ như tôi muốn set đến FinTech Pro ngưng đến ngày 17 tháng 2, ngày 10, ngày 2 thứ tư, ngày 22 tháng 2 lúc 7 giờ 50 phút 9 phút chiều giờ của sàn thì tài khoản chúng ta bắt đầu giao dịch lại, chúng ta bấm vào đây. Thì đúng 7 giờ 59 phút, hết 7 giờ 59 phút, ngày 22 tháng 2, ngày thứ tư thì tài khoản FinTech Pro chúng ta bắt đầu giao dịch lại. Còn nếu như tài khoản FinTech Pro đang giao dịch mà chúng ta sử dụng lệnh số 9, thì thuật toán của FinTech Pro sẽ không can thiệp vào tài khoản. Tất cả những lệnh đang giao dịch của anh chị trên tài khoản vẫn tiến hành giao dịch bình thường, nhưng mà FinTech Pro sẽ không can thiệp thuật toán vào đó. Lệnh này chúng ta chỉ sử dụng khi
đối với những tài khoản mà chúng ta đang gặp tin và chúng ta không muốn FinTech Pro nhồi lót, để lúc đó tài khoản chúng ta yếu, chúng ta không muốn nhồi lót, chúng ta có thể dùng lệnh số 9 để tạm yêu cầu FinTech Pro ngưng ngưng sử dụng. Sau khi trường có tín hiệu hồi trở lại, chúng ta có thể vào lệnh xóa lệnh số 9 đi để thuật toán FinTech Pro bắt đầu quản lý lại tài khoản giao dịch, để chúng ta có thể thực hiện theo thuật toán của FinTech Pro, tiếp tục để gỡ lại lợi nhuận. Lệnh số 10, chúng ta bấm hết số 0 và tại đây chúng ta thuộc lại hai số và lệnh số 10. Lệnh số 10 là lệnh xét lại mức cắt lỗ SL. Lệnh này sẽ đi chung chung với là lệnh số 1. Tôi ví dụ ở lệnh số 1 chúng ta vào lot size 0.05, vào giá là ở lệnh số 1, thì FinTech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta đánh lot size là 0.05 và cắt lỗ là 5.000. Nhưng nếu chúng ta muốn cắt lỗ ở một mức giá thấp hơn, chẳng hạn như 2.000, chúng ta vào lệnh 0.02 ở lệnh số 10, thì FinTech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta đánh lot size 0.05 và cắt lỗ ở mức 2.000. Nếu chúng ta bấm lot size 0.03 thì FinTech Pro sẽ hiểu rằng chúng ta đánh lot của lệnh số 1 là 0.05 và cắt lỗ ở lệnh số 10 là 0.03, có nghĩa là cắt lỗ mức 3.000. Khi chúng ta âm 3.000 thì tài khoản sẽ ngưng giao dịch trong ngày hôm đó và sẽ giao dịch lại trong ngày kế tiếp. Lệnh số 11. Lệnh số 11 là lệnh yêu cầu chúng ta ngưng FinTech Pro theo giờ. Giờ này là giờ của sàn. Tôi ví dụ nếu chúng ta đánh 0.01 ở lệnh số 11, có nghĩa là 1 giờ. 0.02 có nghĩa là đóng tài khoản lúc 2 giờ. 0.03 là 3 giờ. Tương tự như vậy đến 0.09 là 9 giờ. 0.10 là 10 giờ. 0.11 là 11 giờ. 0.12 là 12 giờ. 0.13 là 13 giờ. Tương tự đến 0.23 là 23 giờ và 0.24 là 24 giờ. Chúng ta có thể khi đặt lệnh số 10, chúng ta phải xem cái giờ giao dịch trên sàn, ở cái nến chúng ta đang đang chạy, cái nến chúng ta là mấy giờ. Ở đây hiện tại đang là 10 giờ và chúng ta muốn đóng, và giờ hiện tại của giờ của sàn và giờ của Việt Nam sẽ chênh lệch, bởi vậy chúng ta sẽ cộng trừ giờ trên sàn hiện tại là 10 giờ và giờ Việt Nam đang là 9 giờ 41 sáng, thì chúng ta có thể canh cái sai số này, chúng ta đặt lệnh khi chúng ta muốn yêu cầu FinTech Pro cắt và khoảng khung giờ nào để phù hợp với giờ Việt Nam. Trên đây là hướng dẫn 11 nút lệnh của FinTech Pro trên điện thoại iOS. Chúc các anh chị thành công.